giữa thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ cần biết sử dụng chút mánh khói, ai ai cũng có thể biến thành wow boy, wow gì được. Nhất là khi chẳng mấy ai có thể kiểm chứng được bức ảnh người chơi đăng tải lên trang cá nhân có thực sự phản ánh được nhan sắc thực ngoài đời của người chơi hay không. Và trong cuộc đua sống ảnh, nhiều người cho rằng con gái chiếm phần hơn mà không biết rằng một khi con trai ra tay thì thậm chí còn ảnh hơn cả con gái. Những trường hợp wow boy bị bóp mẻ nhan sắc thật dưới đây chính là ví dụ. Quang bôi khẩu trang 7 triệu follow lần đầu để lộ nhân sắc thật khiến dân mạng thất vọng tràn trề. Thất hạt đại nhân là Quang bôi vô cùng nổi tiếng trên với gần 7 triệu lượt theo dõi. Sở dĩ anh chàng quốc phan tới dậy là nhờ hình tượng bí hiểm. Từ xưa đến nay, thất hạt luôn gây tuyệt vời với hình tượng thần bí, dù xuất hiện nơi công cộng hay liên giác chim giao lưu với phan đều đeo cư cư chiếc khẩu trang đen trên mặt. dẫu vậy, đôi mắt to, đôi mày rậm cùng nước da sáng của anh chàng vẫn đủ hấp dẫn các phan nữ và ai nấy đều khẳng định đây chắc chắn là một nam thần điển trai. Thất hạt đại nhân là một quan boy cực nổi với hình tượng bí ẩn cùng chiếc khẩu trang em nhưng, trong một lần vô tình lọt vào ống kính người qua đường, nhan sắc thật của thất hạt đại nhân lúc không còn khẩu trang đã bị tiết lộ. quá ra anh chàng chẳng phải soái ca gì mà là một thanh niên trong hết sức bình kém cỏi, nếu không muốn nói là hơi kém cỏi sắc. Bên cạnh đó, người chụp cũng khẳng định chiều cao của thất hạt khá kiêm tốn, chỉ vào tầm 160cm. Gương mặt thật của thất hạt bị tiết lộ qua một bức ảnh do người qua đường chụp thậm chí có người nhận xét thiếu đi khẩu trang, trong thất hạt vô cùng giống với nhân vật su nhỏ nhọn trong Doraemon, một số người khác thì dành cho thất hạt biệt danh thế hệ là thú mỏ dịch. Dung nhan thật của anh chàng đập trai như lai tây khiến bao cô gái phải khóc thét vì uất hận. Soái ca dưới đây cũng là một trường hợp khiến nhiều cô gái khóc vì nhăn sắc thật kém cỏi đập trai như thế. Trước đó, anh chàng luôn xuất hiện với gương mặt nam tính góc cạnh, đôi mắt dài cuốn hút, chiếc mũi cao thẳng tắt, đôi môi gợi cảm cấu kết cùng bộ ri mép cá tính. Nhiều người nhận xét anh ta rất giống với nam diễn viên điển trai cao dĩ tường của gặp gỡ Dương Lịch Xuyên, một số người khác lại đồn đoán anh chàng chắc hẳn là con lai nên thế hệ sở hữu vẻ đẹp vụn rời như vậy. Soái ca với bề ngoài lai like tây này rất siêng năng chụp ảnh chụp ảnh rồi đăng tải trên trang cá nhân để câu like và đã chiến thắng trong việc hấp dẫn sự lưu ý của dư luận. Sau một thời gian dài sống ở với lượng fan hùng hậu, anh chàng soái ca kể trên đã mũi lòng trước những lời thỉnh cầu ly giác chim từ phía đồng đội mạng và quyết định xuất đầu lộ diện để giao lưu cùng mọi người. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của biết bao cô gái trẻ, chàng trai này đã khiến họ phải dở mộng ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện trước ống kính. Đây là những gì Phan kỳ vọng sẽ được thấy. Và thực tế là đây. Còn đâu thần thái rét lùng, gương mặt nét nào ra nét đấy và vẻ đẹp nam thần, thay vào đó, các fan lại được gặp gỡ một người con trai với gương mặt tròn trịa, không có điểm nào nổi trội. Và quan trọng hơn cả là trong anh chàng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những bức ảnh mà phiên bản thân từng đăng tải trên mạng. Quan bôi đẹp trai như tài tử để lộ nhan sắc như thanh niên nhà bên, phan buồn bã gì lại đặt điểm tin nhầm người. Về Nam là một quan bôi khá nổi tiếng với lượng fan hùng hậu. Sở dĩ anh chàng nổi tiếng tới vậy là nhờ những bức ảnh siêu cấp điển trai do anh chàng đăng tải. Nhiều nhận xét trong dê Nam có nhiều nét cực giống với Trần Khôn, khiến anh chàng được gọi là phiên bản sao Trần Khôn. Tuy nhiên, trong một lần Li Giác Trim trò chuyện, dung nhan thật của phiên bản sao Trần không đã bị hàng ngàn người chứng kiến. Thay vì soái ca như trên hình mọi người kém cỏi thấy, về Nam quá ra chỉ là một nam thanh niên hết sức bình kém cỏi. Gương mặt râu riêng, đôi mắt cục của Gia Nam khiến nhiều cô gái thất vọng, đặc biệt là những ai lỡ đem lòng thầm mến trộn nhớ chàng quan boy này.